Lần đầu tiên mình thấy bơ được đựng trong một cái chai bự như thế này mọi người ạ. À, còn bỏ thêm cái túi zip vào nữa này. Nhìn cái vỏ nó vàng chưa này. Cái gì đây? Đây là súp me với là ớt này. Đây, phải cái súp me này này. Nhìn thấy tép hành phi ở mấy cái sốc kia màu đỏ nhỉ? Cái này thì nó hơi vàng vàng thôi. Màu đen thử xem là em nó ra làm sao chứ. Tép muội, tốt làm cẩn thận phết đấy chứ. Bóc ra, ăn thử nào. Hành phi là giòn nha. Cái vị của nó không quá mặn đâu, ngọt ngọt mặn mặn nhẹ thôi. Cái vị của nó vừa phải, có cay cay một chút xíu. Còn đây nữa, tôi hút chân không cẩn thận luôn. Thích đoạn này ghê luôn. Trắng mà mềm lắm mọi người ạ. Hôm trước có một bạn bảo mình nhá, cái mặt đằng sau này nó kiểu bị hút chân không ấy, là không nên ăn cái ngoài cùng này này. Giờ có kinh nghiệm rồi. Tách cái trắng lên xương là tách ra từ lớp giữa. Ôi dẻo lắm mọi người. Rồi là bắt đầu tách từng lớp nhỏ một. Cái bánh trắng này mỏng lắm, mỏng hơn cái bánh trắng hôm trước mình review luôn ấy. Rất là mềm. Mềm cực, mọi người có thể thấy trong video luôn ấy. Phải cắt luôn nó bao bóng cho nó khỏi bị. Trời ơi, cái chai bơ nó cưng dễ sợ đó mọi người. Wow. Dễ thương quá mọi người ơi. Mình sẽ cho nhiều nhiều một chút xíu nhá. Bơ này là bơ mặn mọi người ạ. Cho luôn súp me vào đây được không? Chưa được. Hình như là mình làm sai được phải không? Nhưng nó để chấm mà. Trời ơi, mày bánh rồi. Dễ cắn nha. Ôi cái súp me ngon mọi người. Chua ngọt ngọt mà có cả cay nữa. Nếu mà bạn nào không ăn cay được giống Thảo ạ, bỏ cái súp me thôi nhá. Bơ này nhiều lắm, cứ cho thoải mái mọi người ạ. Hành phi này mình thấy là nhạt nhất trong tất cả các loại muối tép mà mình đã ăn luôn á. Me chua chua ngọt ngọt. Mọi người thích thì đổ ra chấm, không thì đi thẳng vào như này như mình luôn này. Đấy. Thử đổ cái súp me này vào đây. Thịt chua ngọt ngọt ăn vui lắm mọi người. Bơ thì mặn mặn béo béo nhưng mà mình thấy nó hơi bột bột một tí. Ôi trời ơi, cái miếng ngoài cùng mà Thảo để ra gió một lúc mà nó cứng đơ này mọi người này. Ghê không?